đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã triển khai là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo EVN cho biết trong 5 tháng đầu năm 2021, EVN và các đơn vị đã rất nỗ lực trong việc đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nhu cầu sử dụng của nhân dân. Công tác chỉ đạo điều hành bám sát kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương phê duyệt. Trong 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm đạt 90,56 tỷ kWh, tăng trưởng 8,57%. Điện sản xuất toàn hệ thống 5 tháng đầu năm 2021 đạt 106 tỷ kWh, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ và cao hơn 2,33% so với kế hoạch 5 tháng được Bộ công thương phê duyệt. Đại diện EVN cũng đã nêu những khó khăn vướng mắc của tập đoàn trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án nguồn và lưới điện, đồng thời đưa ra các đề xuất kiến nghị, bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa từ Bộ Công Thương để EVN có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được chính phủ, Bộ Công Thương giao. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Hồng Duyên ghi nhận, trong hơn 60 năm qua, EVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện ổn định và an toàn, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của đất nước ở mức cao liên tục trong nhiều năm. Chỉ số tiếp cận điện năng có bước tiến vượt bậc, góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong vòng 6 năm qua, đã tăng 129 bậc, vươn lên vị trí 27 trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập đoàn cũng đã thực hiện rất tốt chương trình điện khí hóa nông thôn, đầu tư cấp điện cho 11 trên 12 các đảo, huyện đảo trên cả nước khẳng định bộ công thương sẽ tiếp tục chỉ đạo đồng hành hỗ trợ tối đa cho evn trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ được giao bộ trưởng nguyễn hồng diên cũng yêu cầu các đơn vị thuộc bộ công thương chủ động bám sát công việc phối hợp chặt chẽ với evn để kịp thời xử lý các đề xuất kiến nghị của tập đoàn